Con xin hỏi câu hỏi 18 của nhóm Phật tử ở Vĩnh Phúc và Hà Nội ạ. Thưa bác, trước kia con có mang thai, gần đến ngày sinh thì con không giữ được. Mấy chục năm rồi, nhưng con cảm nhận cháu vẫn quanh quẩn bên con. Nhiều lúc cảm giác con có lỗi, cứ dằn vặt con, làm con không yên. Thưa bác, con phải làm gì để hết cảm giác này ạ? Và con phải làm gì để cháu được tái sinh ạ? Bây giờ thế giới vật lý này là gọi là thế giới nhân quả. Con vô đây thì nó quay theo cái luật nhân quả, con không hiểu đâu. Thành ra bây giờ mục đích thiền tông ra đời, con chỉ căn cứ vào muốn hiểu cái thiền tông này nào. Thì trước nhất là con phải hiểu cơ cấu tổ chức của trái đất này. Thứ hai, con muốn tu theo các đạo thì con phải biết tổ chức các đạo. Con khám phá được hai cái phần này rồi thì cái gì con cũng biết hết. Con khỏi thắc mắc bất cứ gì hết. Chứ con không hiểu cơ bản rồi nghe ai nói này nói kia, con tin không đúng. Biết cái tổ chức trái đất này, ai ở đâu, vị trí nào, nãy chú đã nói cho con biết năm loài. Rồi thứ hai nữa là tổ chức các đạo. Bởi vì trong ông Phật có đưa ra một mấy cái câu như thế này nè. Anh lập đạo mà có đúng không? Anh lập đạo để được cái gì? Anh lập đạo anh có lừa người ta không? Ba cái câu này cũng đưa ra, con học thuộc ba cái câu này là con suy nghĩ. Nhưng mà ông Phật cũng bảo là con phải bằng trí tuệ sáng suốt thì mới tu thiện tu đạo Phật được. Còn tu mà không trí tuệ sáng suốt, nghe ai nói gì cũng tin, nghe cũng lại thì chết, không được. Đó, mình muốn tu theo đạo Phật phải tu bằng cái cơ bản này. Trái đất này tổ chức như thế nào, mấy loài ở đây. Thứ hai là tổ chức các đạo. Anh tu có ba tiêu chuẩn này. Đạo anh có thiệt không? Đạo anh có lừa ra không? Con suy nghĩ. Đó, mình phải hiểu cơ bản này thêm nữa. Nhưng mà ông Phật bảo phải dùng cái trí tuệ sáng suốt. Đừng có mê tín, đừng nghe nói gì cũng tin. Không tin là tầm bậy đâu. Đó, muốn tu thì người ta phải hiểu được cơ bản này. Còn không hiểu, đừng tu, vô đây là chết. Vô đây là bị cô hồn suối. Vô đây chính người tu thiền tông là cô hồn nó xuống nhiều hơn tu vật lý. Vật lý là mời ông cô hồn theo hết rồi còn lấy còn suối gì nữa. Phe của nó là tu vật lý là phe của cô hồn. Suối gì nữa. Tu thiền tông nó mới suối. 10 người nó suối, 8 cái người dạy đi ra. Thấy không? Vì thế mà đầu tiên ông Phật muốn lập cái này không phải đơn giản. Không cách nào lập được. Nhưng mà về sau ông có cái thuật, ông có nói cho các vị trời với các vị Phật với thần thánh tiên ở đây biết cái công thức của tôi dạy thế này nè. Tôi dạy bằng cách thực tế khoa học và tại bằng nhân quả chứ không phải dạy một cách mơ hồ. Vì thế mà các vị mới đồng ý giúp cho Thái tử Tất Đạt Đa thành lập cái đầu Phật. Nghe không? Nhưng mà trước khi thành lập đạo Phật thì ông bảo là phải tu bằng trí tuệ, đừng có nghe là Như Lai, học theo đạo của Như Lai mà không hiểu những Như Lai là mấy ông chửi là có cái đạo giáo nào mà dám cho hỏi này. Đạo giáo, bất cứ đạo giáo phải nghe ta, không có nghe ta thì xuống địa ngục. Còn ông Phật cũng phải vậy, nghe ta mà không hiểu ta chửi là. Còn nắm hai cái cơ bản này, con nắm hai được hơi cơ bản này. Thì cái đạo Phật hoàn toàn là con tu rất sáng suốt. Mà khi nắm được cơ bản này thì không ai lừa được con, không ai vũ được con lại gì. Con nắm được cái tổ chức thế giới này rồi làm sao ấy được, thấy không? Thần người ngạ quỷ, thần người thánh tiên ngạ quỷ như thế, con nắm hết rồi. Ông nào làm gì làm tôi biết. Còn con không biết thì đụng ai con cũng xá xá con lại là chết rồi. Giờ con hỏi tiếp đi. Cảm ơn bác ạ.